là một trái tim dung hóa vạn mặt trời, một trái tim máu lưu chuyển ngàn nơi, dù địa ngục hay niết bàn tình làng. Tình đạo sĩ là tình yêu siêu vạn, đưa mênh mông vạn vàng ánh trăng xưa, đưa ai đi giữa tháng ngày mưa bão, dìu ai về giữa trăm tháng ngàn thương. Trong bão lửa tình hoa thành sen trắng, giữa hồng trần tình hoa nắng tinh côi, tình sáng sinh khi mới có luân hồi, tình đưa ai ức kiến trở về ngôi, cho hoa cỏ cùng biến cười dung thứ, để tâm linh sang rừng cõi luân hồi. Tình tâm linh là phép là bạn đời, tình diệu vời giữa dòng đời diễn sinh. Tác phẩm Tình Như Cánh Hạt, tác giả Thích Thái Hòa, chùa Phước Duyên Quế, năm 2007. Quế, ngày 24 tháng 4 năm 1998. Thư cho đệ tử Kim Phước. Thầy đã nhận được thư con đề ngày 13 tháng 4 năm 1998 từ Quy Nhơn. Nay thầy mới có thư hồi âm. Thầy sẵn sàng hướng dẫn cho con tu học với những gì thầy có thể. Tu học là để có hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc đời này, và tu tập là để có cách nhìn xuyên suốt và trầm lắng về những gì đang diễn ra trong cái sinh và cái diệt, nhằm vượt thoát sự thất vọng, sợ hãi và khổ đau. Quế, bữa nay trời nắng thật gay gắt, những chiếc lá xanh non không chịu đựng nổi nên đã chuyển mình rơi xuống lòng đất để tiếp tục cuộc hành trình diệt sinh của nó. Ở đây và bây giờ, sự có mặt của những giọt sương và của những làn gió nhẹ là rất cần thiết, không những cho người và vật mà cho cả cây cỏ nữa. Con ơi, dù thầy chưa biết mặt mũi con là thế nào, chỉ nghe con nói, con thở ở trong thư, chỉ nhìn kỹ vào những dòng chữ con đã viết cho thầy, thầy cũng đã nhận ra được phần nào những hạt giống tốt đẹp đang biểu hiện trong dòng tâm thức và trong đời sống hàng ngày của con. Thầy rất mong con chăm sóc những hạt giống tốt đẹp ấy trong từng hơi thở, bước đi, nụ cười và mọi cách ứng xử với trần thế, để mùa đông, mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu, con đều có nụ cười an tịnh và thanh thoát. Thầy rất mong con có được điều này. Ngày 16 tháng 6 năm 1998. Thanh tịnh con, thầy đã nhận được thư con đề ngày 3 tháng 12 năm 1997 và ngày 30 tháng 5 năm 1998. Nay mới có thư hồi âm, mong con thông cảm. Hiện nay thầy vẫn khỏe, hàng ngày vẫn làm đúng với những gì mà chính mình đã tự nguyện. Công việc tuy nhiều, tuy khó khăn, nhưng thầy vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc trong từng bước đi và hơi thở, trong từng cái nhìn, cái nghe và cái tiếp xúc với mỗi vấn đề của công việc. Con ơi, hạnh phúc và bình an của chính mình phải do mình tạo nên, chứ không ai khác. Người khác chỉ là hỗ trợ, còn mình là tác nhân cho sự bình an và hạnh phúc của chính mình. Trong thư viết cho thầy, con có dẫn câu thơ của cụ Nguyễn Du: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và con có kèm theo lời phát biểu. Câu thơ ấy
nay nghĩ thật chí lý làm sao? Con phát biểu như vậy là đúng, đúng lắm. Vì bất cứ tài năng nào cũng phát xuất từ tâm, tâm là mẹ của tài. Nếu không có tâm thì sẽ không có tài, và đương nhiên sẽ không có trí. Nên một người được gọi là người có tài hoặc có trí thì trước hết người đó phải có khả năng biết về cội nguồn của mình, đó là tâm. Nếu một người ở trên đời chưa biết rõ tâm là gì, chưa hề tiếp xúc được với tâm và chưa hề làm chủ được tâm, thì người đó chưa thể gọi là người có trí hay có tài. Vì sao? Vì người có trí thì trước hết người đó phải biết rõ mình, phải biết rõ tâm mình. Và là người có tài thì trước hết người đó phải có khả năng làm chủ tâm mình và biết đem tài năng làm chủ tâm mình ấy để thiết định sự bình an và hạnh phúc cho mình, cho người. Hay nói cách khác, người có tài năng làm chủ tâm mình thì mới có khả năng tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ngày xưa cũng như ngày nay và kể cả trong tương lai nữa, có lắm kẻ muốn tề gia trị quốc bình thiên hạ nhưng không chịu bình trị tâm của họ. Con ơi, thân của mình loạn là do tâm của mình loạn. Thân của gia đình mình loạn là do tâm của mỗi người trong gia đình của mình loạn. Thân của nước loạn là do tâm của vua, quan và thứ dân đều loạn. Thân của thiên hạ loạn là do tâm của hết thảy loài người loạn. Tâm của mình loạn thì thân của mình hư, chứ ai hư? Tâm của gia đình mình loạn thì thân thể của gia đình mình hư, chứ gia đình ai hư? Tâm của vua quan thứ dân của mình loạn thì nước của mình hư, chứ nước nào hư? Tâm của thiên hạ loạn thì thân của thiên hạ như điên như cuồng, chứ loài nào điên cuồng? Bởi vậy con ơi, khi tâm của con người đã loạn thì không có hành xử nào của họ là không loạn. Tâm của con người đã loạn thì ở giữa đời này có cái gì là không loạn? Vậy kẻ có tài, người có trí muốn yên thiên hạ thì phải làm cho tâm thiên hạ yên. Muốn yên nước thì phải làm cho tâm của vua quan thứ dân đều yên. Muốn yên nhà thì phải làm cho tâm con cháu của mình yên. Và muốn yên thân thì phải làm cho tâm mình yên. Con ơi, khi một người mà tâm đã yên, người đó đem tâm ấy mà trị thân thì thân càng ngày càng sáng. Đem tâm ấy mà tề gia thì gia đình ngày càng hạnh phúc. Đem tâm ấy mà trị nước thì nước càng ngày càng cường thịnh. Đem tâm ấy mà bình thiên hạ thì thiên hạ từ loạn tới yên, từ say tới tỉnh, từ mê tới ngộ, từ đau khổ tới hạnh phúc, an vui. Bởi vậy trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: hãy bình tâm địa thì tất cả đại địa thế giới đều bình. Bình tâm địa là phải biết làm cho mảnh đất tâm trở lại với sự bình an, khiến cho đất tâm không còn khởi lên những gò đồi nhân ngã, hoặc không bị luống xuống thành những hầm hố hận thù, tị hiềm, ích kỷ và ngăn cách. Mỗi khi trên mảnh đất tâm mọi gò đồi, hầm hố nhân ngã, hận thù, tị hiềm, ích kỷ đã được san bằng, thì lo gì con người sống với nhau không đẹp, không hạnh phúc, không bình an. Con biết không, tâm bình yên, tâm không nhân ngã, không tị hiềm và không ích kỷ là tâm của ai không? Đó là tâm của Phật. Tâm ấy và chỉ có tâm ấy mới có tài năng chế tác ra vô số chất liệu hạnh phúc, vô số chất liệu bình an cho con người và cõi đời. Tâm ấy, cha ông của chúng ta đã học và tập vào thế kỷ thứ ba. Thiền sư Khương Tăng Hội đã dạy cho cha ông chúng ta tâm ấy. Nhờ đó mà lãnh địa Giao Chỉ được yên, đất Ngô được thạnh trị. Con ơi, trong bài tựa Kinh An Bang Thủ Ý, Ngài Khương Tăng Hội có viết một đoạn nói về tâm như sau: tâm của chúng sinh bị tà niệm đi vào, như biển cả tiếp nhận nước từ dòng sông, như một kẻ đói mà ăn hoài không no. Tâm chứa đầy mọi thứ, không một pháp di tế nào mà tâm không tiếp nhận. Hiện tượng ra vào và qua lại của tâm ý xảy ra như chớp nhoáng, không lúc nào gián đoạn. Ta không thấy được tâm vì nó không có hình tướng, ta không nghe được tâm vì nó không có âm thanh. Đi ngược lại để tìm thì không gặp, bởi vì tâm không có khởi điểm. Đi xuôi để kiếm tìm cũng không thấy, vì tâm không có chung kết. Tâm ấy là thâm sâu và vi diệu, không chút tơ tóc hình tướng, cho đến cả trời Phạm Thiên, trời Đế Thích và các bậc tiên thánh cũng không thấy rõ được sự hóa sinh,
của các hạt giống ẩn tàng trong ấy, huống hồ là kẻ phàm tục. Tâm tinh tế và sâu thẳm như thế mà vào những thế kỷ đầu, cha ông của chúng ta đã được học tập tiếp xúc và chuyển hóa tâm của chúng sanh thành tâm của Phật, và Phật tâm đã nuôi dưỡng dân tộc mình, đã giúp cho dân tộc mình vượt thoát sự nô lệ bát phương đó, con ơi. Từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, các thiền sư Việt Nam đã dạy Phật tâm cho các vua quan thứ dân, và các vua quan thứ dân đã học và tập tâm ấy để trị nước, an dân và hành xử với nhau trong cuộc sống. Nhờ đó mà lúc bấy giờ nước ta có chủ quyền, dân ta có hạnh phúc. Bởi vậy con có biết không, bất cứ ai, dù là vua quan hay thứ dân, dù là bậc sa môn hay người trần tục, nếu họ biết lập thân trên tâm của Phật thì thân của họ được vững chãi lâu bền. Họ biết lập quốc trên tâm của Phật thì nước không cần trị mà dân vẫn an. Và họ biết xây dựng sự nghiệp trên tâm của Phật thì không những hạnh phúc có ở đời này mà ngay cả đời sau nữa. Vậy Thầy muốn con và thế hệ của con phải biết thiết lập thân ở trên tâm ấy, để các con sống với ai cũng đẹp, cũng có ý nghĩa, và ở đâu cũng có hạnh phúc và an lạc. Huế, ngày 27 tháng 7 năm Mậu Dần. Thăm đệ tử Kim Phước. Thầy đã nhận hai lá thư của con đề ngày 7 tháng 5 năm 1998 và ngày 9 tháng 7 năm 1998. Nay thầy mới có đủ duyên để viết thư hồi âm. Thầy biết con trông thư thầy lắm, và rất nhiều học trò khác của thầy cũng trông thư thầy. Nhưng thời gian đối với thầy là hết sức quý báu. Tuy nhiên bữa nay ra hạ, thầy tạm thời nghỉ dạy một tháng cho các tăng sinh, nên có thư cho con và dặn dò hướng dẫn con một vài điều cần thiết trên bước đường học đạo, tu đạo và hộ đạo. 1. Giới luật của Đức Phật dạy là nhằm hướng dẫn cho người thọ và trì đi tới đời sống giải thoát, an lạc. Giới luật ấy hết sức linh động chứ không cứng đờ, khô chết. Do đó người có trí phải biết tiếp nhận hành trì giới luật một cách thông minh mới đạt tới đời sống hạnh phúc, an lạc ngay trong đời sống hiện tại này. 2. Ba pháp quy y và năm điều giới cấm là pháp hành trì chung cho cả hàng xuất gia và tại gia. Do đó nếu hàng tại gia hành trì cẩn mật pháp tam quy và năm điều cấm giới thì họ có rất nhiều cơ hội để có thể thành tựu phẩm hạnh của người xuất gia. 3. Thực tập chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, nghĩa là luôn luôn tự quán chiếu để biết mình là ai và công việc mỗi ngày ta đang làm là gì. Đồng thời nuôi dưỡng ý hướng tốt đẹp trong công việc đang làm ấy, và từ việc làm đó sẽ cho mình niềm vui. Công việc của mình hàng ngày có thể là làm mẹ, làm vợ, làm con, làm nhân viên, thì chính mình phải hoàn thành cái lõi rất đẹp trong công việc ấy. Chính từ công việc đó cho mình chất liệu hạnh phúc, chất liệu bình an. Mọi sự bình an phải được phát xuất từ nơi sự bình an của tâm hồn. 4. Nếu khi đau ốm mà bị kiệt sức, cần phải truyền đạm và dịch thì cứ truyền, vì điều đó không có trở ngại gì cho sự hành trì giới pháp cả. Ngay cả uống rượu để trị bệnh thì Đức Phật cũng cho phép, miễn rằng đừng lợi dụng việc này để làm việc kia. 5. Nếu đi đường gặp đám đông bị tai nạn thì nên dừng lại để giúp đỡ họ trong chừng mực mà mình có thể giúp đỡ, không nên bỏ qua. 6. Nếu đi giữa đường gặp bất cứ loài vật nào đang bị tai nạn, người Phật tử đều khởi từ bi tâm để cứu độ một cách bình đẳng, đừng nghĩ rằng loài này là thiện, loài kia là ác, bởi vì tính chất thiện ác của chúng sinh hoàn toàn không nhất định. Cọp beo có thể cứu giúp con người. Đối với người biết tu tập thì họ có thể tu tập trong mọi thời mọi lúc và trong mọi động tác của mình. Việc tu tập là hết sức tế nhị. Nếu thiếu tế nhị thì sự tu tập của mình có thể đem lại sự khó chịu cho người khác. Và người biết tu tập thì khi nào và ở đâu cũng thể hiện đức tính khiêm tốn và điềm đạm của mình một cách tự nhiên. Mình tu tập nhưng không ai biết mình tu tập cả. Đó mới là người biết tu tập đích thực.
Mình trì giới nhưng không ai biết mình trì giới cả, đó mới là người trì giới đích thực. Mình bố thí cúng dường thiền định mà không ai biết mình bố thí cúng dường thiền định cả, đó mới là người thực hành hạnh bố thí cúng dường thiền định đích thực. Mình hộ đạo mà không ai biết mình hộ đạo cả, mới là người hộ đạo đích thực. Nếu con thực hiện được những điều Thầy hướng dẫn ở trên, thì ở đâu con cũng hạnh phúc và an lạc cả. Con biết không, chúng sanh bị trăm ngàn sợi dây phiền não buộc ràng, nhưng một khi họ đã thực tập chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành động của họ, thì trăm ngàn sợi dây phiền não ấy đều từ từ trở thành những sợi dây an lạc để trang nghiêm pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Vậy Thầy cũng mong con tu tập từ từ để chuyển hóa những sợi dây phiền não thành những sợi dây an lạc ngay trong cuộc sống này, để trong cảnh ngộ nào con cũng có hạnh phúc và an lạc. Con ơi, không ai trói buộc mình nếu tự mình không buộc trói. Và con ơi, cây cỏ vẫn đi tìm đời sống tự do, và trong điều kiện vốn có của nó là rễ, cành, lá, đất, không khí. Ngày 12 tháng 12 năm 1998, Hạnh Châu con, Thầy đã nhận thư con đề ngày 30 tháng 11 năm 1998. Đọc xong Thầy hồi âm cho con đây. Quế, trời đã vào đông, cơn rét lạnh đang đi về với người và cảnh vật ở đây. Sự thiệt hại do mưa luộc gây ra đối với Quế không đáng kể so với các tỉnh lân cận. Ở Quế có nhiều người than khóc vì trời mưa luộc, nhưng cũng có lắm người nhờ mưa luộc mà làm ăn khấm khá lên. Con ơi, cái lợi và cái hại luôn luôn đi kèm với nhau như bóng với hình, vì đó là thế pháp mà. Người biết tu tập thì biết tiếp nhận cái hại về mình bằng một nụ cười bao dung và không sợ hãi, nên họ vẫn có bình an trong cuộc sống. Người không biết tu tập khi tiếp nhận cái lợi về mình bằng một thái độ đắm say kiêu hãnh, thì chính họ rước họa vào thân. Con ơi, một người tu tập giỏi, người đó không bị khuấy động bởi cái lợi cái hại của cuộc đời, nên họ không bị cái lợi cái hại của thế gian gặm nhấm, làm tiêu khô sự an toàn của cuộc sống. Đọc thư, Thầy thương con nhiều lắm, thương đứa học trò đã có tâm huyết với đạo khi còn tấm bé, và đã có gan dạ dám từ bỏ tất cả những gì hấp dẫn của đời thường để dấn thân vào đạo. Gần 20 năm qua, trên bước đường học đạo, Thầy biết con đã có nhiều chướng duyên, từ chướng duyên này đến chướng duyên khác, và Thầy biết có những chướng duyên sắp làm cho con ngã quỵ. Bồ đề tâm của con bị teo lại và có những nỗi đau con giấu kín trong lòng. Thầy biết mưa và bão của cuộc đời đang muốn cuốn hút và dùi dập con. Thầy biết mưa chang và nắng quái đang chà xát lên đời sống của con. Thầy biết những người con thương yêu đang làm cho con thất vọng, đang làm cho con mất niềm tin, đang làm cho con bồn chồn và nghĩ ngợi mông lung. Thầy biết con đang chống chọi với những chướng duyên ấy bằng trái tim nhạy cảm và hai bàn tay gầy yếu của mình. Nhưng Thầy tin chắc rằng con sẽ là người không bại trận. Thầy biết con đã từng nhẫn nại và đã có sức mạnh cũng như sự kinh nghiệm của nhẫn nại. Thầy tin chắc rằng con sẽ có khả năng tái tạo sự bình an cho chính mình sau những cơn giông bão. Con ơi, cây hoa mai bên cạnh thiền thất của Thầy hiện nay đã trụi lá trơ cành. Nó đã từng chịu đựng những cơn nắng yêu quái của mùa hạ, cái hiu hắt bâng khuâng của mùa thu và cái cảnh mưa phùn gió bất lạnh buốt của mùa đông xứ Huế. Nhưng Thầy biết cây mai bên cạnh thiền thất của Thầy, nó không buồn và nó không hề than trách chi cả. Nó chịu đựng và chấp nhận những gì đang đến với nó. Nó đã mỉm cười và cảm ơn trời đất đã tạo cho mai mùa đông trước khi mùa xuân về. Mai đã biết rất rõ, nếu mai không chịu đựng nổi với cái lạnh buốt của mùa đông, thì khi xuân đến mai không có gì để hiến tặng cho đời cả. Hạnh Châu à, con có thể là cây mai và Thầy cũng có thể là cây mai, nhưng là cây mai màu nhiệm gấp cả trăm ngàn lần so với cây mai bên cạnh thiền thất của Thầy.
Là một cây mai màu nhiệm nên thầy biết chắc rằng con có khả năng chịu đựng những giông bão, những lạnh buốt của đời người và có khả năng đối mặt với những gì thương tích ở nơi tâm hồn để trị liệu và chuyển hóa. Con hãy can đảm nhìn vào sự lạnh buốt của tâm hồn như là một đối tượng để quán chiếu. Con hãy quán chiếu sự lạnh buốt ấy một cách sâu sắc và chẳng bao lâu con sẽ thấy cõi lòng ấm lại. Sức sống và niềm tin phục hồi, bây giờ con sẽ thấy cuộc đời đáng yêu và đáng quý biết bao. Cầu mong con bình an. Huế, ngày 20 tháng Giêng năm 1999. Thiên hương con. Thầy đã nhận thư con đề ngày 7 tháng 11 năm 1998. Nay thầy mới có thư hồi âm cho con. Đọc thư con thầy vui nhiều vì thấy đạo tâm của con vững chãi, sống có lý tưởng và niềm vui. Con ơi, thầy biết ở Sài Gòn mọi người sống đời sống rất bồn chồn và vội vã. Hiếm lắm con mới nhận ra một vài người biết dừng lại để ngắm nghía đời sống của chính mình. Cái văn minh của phương Tây là cái văn minh đi tìm hạnh phúc từ những cái bên ngoài, nên người ta sống hết sức vội vã hấp tấp để tranh đua và giành giật. Đất nước Việt Nam đã gần hai thế kỷ bị Tây phương hóa, và Sài Gòn là xứ sở bị Tây phương hóa nhiều nhất. Do đó bất cứ ai sống ở Sài Gòn mà còn giữ được nét trầm lặng, điềm đạm, không đua đòi theo đám đông và không bị đánh mất mình, đó là một con người quý hiếm và kỳ lạ. Con biết không, cái văn minh của Đông Phương là điềm đạm, là sâu lắng, là thông thả, là giác tỉnh nội tâm và nỗ lực thường xuyên để chinh phục nội giới. Ở đây, thầy không muốn con dừng lại ở nơi nền văn minh Đông Phương, nhưng thầy cũng không muốn con săn đuổi theo cái văn minh phương Tây ấy. Thầy chỉ muốn con tiếp nhận cái văn minh Tây Phương ấy một cách thông minh để làm giàu thêm cho nền văn minh Đông Phương. Và thầy cũng muốn con luôn luôn duy trì cái nền văn minh Đông Phương một cách thông minh để con khỏi bị đánh mất mình trước cái nền văn minh thực dụng vô hồn ấy. Con ơi, nền văn minh phương Đông phần nhiều chú trọng đến cái hồn mà quên đi cái xác, và nền văn minh phương Tây phần nhiều là chú trọng cái xác mà quên đi cái hồn. Và bây giờ đây, con thực hành Phật giáo là con thực hành đạo lý trung đạo, nghĩa là con phải đưa hồn đi về với xác và con phải đưa xác đi đến với hồn. Hồn và xác là hai mặt của một thực tại sống động. Chúng không thể tách rời nhau, chúng có mặt trong nhau. Nếu con người chỉ chú trọng đến thân xác mà quên đi đời sống của tâm hồn, thì người đó làm sao mà thoát khỏi những nô lệ từ vật chất? Và nếu con người quá chú trọng đến linh hồn, nhưng lại quên đi đời sống vật chất, thì người đó làm sao thoát khỏi được sự nô lệ từ thần linh? Đời sống của một người không bị nô lệ bởi vật chất và thần linh, thì trong đời sống của vị đó có bao dung, có hỷ xả, có tự do, có chủ quyền, và đương nhiên vị đó có hạnh phúc lớn và có sự an lạc lớn. Thầy mong con có những hiểu biết ấy để con sống với ai, ở đâu và lúc nào cũng thanh thản, cũng dễ thương và hạnh phúc tròn đầy. Đồng thời con chia sẻ những hạnh phúc của mình đến với mọi người. Huế, ngày 27 tháng Giêng năm 1999. Kim Phước con. Thầy đã nhận được thư con đề ngày 7 tháng 10 năm 1998 và ngày 5 tháng 12 năm 1998. Nay mới có điều kiện để hồi âm. Việc dịch kinh, nghiên cứu và dạy học đã làm cho thời gian của thầy hiếm hoi và thật quý báu. Nay là mùa thi của tăng sinh, nên thời gian đối với thầy lại quý hiếm hơn. Tuy nhiên vì sợ đệ tử trong thư nên thầy dành chút ít thời gian sau giờ thiền tập buổi tối để biên thư hồi âm. Thư đề ngày 7 tháng 10 năm 1998, con đã hỏi thầy tại sao ngày nay Phật giáo Đại Thừa không đi khất thực.
khất thực là pháp hành của chư Phật ba đời. Các ngài hành hạnh khất thực là vì lòng từ bi muốn chúng sinh có điều kiện gieo trồng phước đức. Do đó bất luận là Phật giáo nào, dù Nam Tông hay Bắc Tông, Tiểu Thừa hay Đại Thừa, cũng đều phải trân trọng pháp khất thực. Lại nữa, thực hành pháp khất thực là thể hiện đức tính khiêm cung của người xuất gia. Đức tính khiêm cung ấy biểu hiện đầy đủ cả hai mặt. Đối với mặt hình như thượng là mong cầu giải thoát và thành tựu quả vị toàn giác. Đối với mặt hình như hạ là thể hiện lòng từ bi đối với mọi người và mọi loài. Tuy nhiên, ngày nay pháp khất thực chỉ duy trì trong các nơi có truyền thống Nam Tông Phật giáo, còn các nơi có truyền thống Bắc Tông Phật giáo hay Đại Thừa rất ít thực hiện vì những lý do sau: 1. Hoàn cảnh xã hội. 2. Hoàn cảnh thời tiết. 3. Nhân tâm con người. Nay các thầy theo truyền thống Nam Tông tại Việt Nam thực hành pháp khất thực cũng còn nhiều trở ngại. Lý do là một số người lợi dụng pháp khất thực để sống tà mạng. Con biết không, khi một xã hội phát triển theo chiều hướng nông nghiệp thì pháp khất thực của chư Tăng rất dễ thực hiện. Nhưng ở một xã hội phát triển về công nghiệp thì pháp khất thực rất khó thực hành. Lại nữa, ngày nay rất nhiều người đã lợi dụng pháp khất thực để nuôi thân theo pháp thế tục mà không phải là để thực hành đời sống khiêm cung. Điều này rất cụ thể ở thành phố Sài Gòn. Do đó, ngay các thầy nguyên thủy đi khất thực cũng đã bị hiểu lầm. Tăng sĩ Phật giáo Đại Thừa tuy không đi khất thực, nhưng tâm luôn luôn nghĩ đến sự khổ đau của chúng sinh và tìm đủ mọi cách để cho chúng sinh kết duyên với Phật Pháp nhằm gieo trồng phước đức. Tuy nhiên, dù Tăng sĩ Nam Tông hay Bắc Tông, Tiểu Thừa hay Đại Thừa không thực hiện pháp khất thực trong đời sống hàng ngày là một điều thiếu sót đáng tiếc mà bản thân những người tu tập chân chính không ai là không thấy. Trong thư đề ngày 5 tháng 12 năm 1998, nhờ anh Ngân chuyển, con hỏi là các tu sĩ trẻ nhờ con làm mọi công việc, nhưng họ yêu cầu giấu không cho các vị trưởng lão biết. Điều đó con phải hành xử như thế nào? Thực ra, nếu các tu sĩ trẻ nhờ công việc gì mà con nghĩ là thuận với chánh pháp thì con làm, còn việc gì mà con nghĩ rằng trái với giới luật thì con tìm cách từ chối. Thầy biết con có đủ đức tin, kiên nhẫn và sự hiểu biết để làm những điều thích hợp với chánh pháp và từ chối những gì không thích hợp với chánh pháp. Thầy cũng như vậy, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai đi đúng chánh pháp và sẵn sàng từ chối bất cứ điều gì đến với mình mà không đúng với chánh pháp. Xuân Kỷ Mão sắp về, thầy cầu nguyện cho con và gia đình luôn vui sống trong bình an. Huế, ngày 12 tháng 6 năm 1999. Phước an con. Thầy đã nhận thư con đề ngày 13 tháng 5 năm 1999. Nay mới có thư hồi âm cho con. Huế, trời vào hạ, nhưng khí hậu vẫn còn dễ chịu. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa rào làm dịu lại những nẻo đường cát bụi của Huế. Hồ sau hôm trước thất, lắng nghe có những hoa súng mọc lên và nở hoa rất đẹp. Tên của hồ là do sư ông Thiện Hạnh đặt. Vì hôm đó trời đã xế chiều, ráng nắng hoàng hôn xuyên qua những kẽ lá và rơi xuống mặt hồ, chạm lên những cánh hoa dại trên hồ, tỏa ra một ánh sáng rất đẹp của buổi chiều gần tắt nắng. Do phát hiện ra cái đẹp của nắng, của nước, của hoa, của ánh sáng đang xen quyện vào nhau lấp lánh như những ánh sao hôn, nên sư ông Thiện Hạnh đã gọi tên hồ là Sao Hôn. Và từ đó mỗi khi có khách đến viếng chùa, họ hỏi thầy hồ đó tên là gì, thầy đã trả lời với họ là Hồ Sao Hôm. Và có nhiều người đã bảo với thầy là Hồ Sao Hôm ở chùa Từ Hiếu đẹp gấp trăm lần Hồ Than Thở ở Đà Lạt. Thầy cười và nói với khách rằng Hồ Than Thở thì làm sao mà đẹp được, vì đẹp thì không còn than thở, mà than thở thì không thể đẹp. Than thở là buồn, mà buồn là xấu, là bất hạnh. Do đó quý vị đừng đem Hồ Than Thở đối chiếu với Hồ Sao Hôn.
Con ơi, một người tu tập giỏi là khi hoàng hôn xuống, người ấy nhận ra vẻ đẹp của hoàng hôn và thấy rõ trong hoàng hôn có sao hôn, trong hoàng hôn có sao mai. Cũng như khi đối diện với bình minh, vị ấy sẽ nhận ra vẻ đẹp của bình minh và thấy rõ trong bình minh có sao mai, trong bình minh cũng có sao hôn. Do đó vị ấy nhìn bình minh mà trên môi vẫn nở một nụ cười, nhìn hoàng hôn trên môi vẫn nở được nụ cười. Trong hoàn cảnh nào vị ấy cũng có thể cười được. Tại sao vị ấy cười được như thế? Vì trong đời sống của vị ấy không còn cái gì để than thở. Hễ còn than thở là còn riêng tư, có riêng tư thì không có khả năng tiếp nhận sự sống từ mọi phía. Do đó con phải quán chiếu sâu để nhận rõ được điều này. Ngày 23 tháng 4 kỷ mão vừa rồi, thầy đã đưa gần 160 thiền sinh về thực tập chánh niệm tại bãi biển Cảnh Dương ở Phú Lộc. Khi các thiền sinh bước lên con thuyền nhỏ để vượt qua lạch nước sâu và các gành đá treo leo khúc khuỷu để đến với một bãi cát yên bình và nghe bài pháp thoại biển cả và tâm thức, họ luôn luôn phải chú tâm vào chánh niệm. Nếu thiếu chánh niệm, họ không thể vượt qua các gành đá một cách an toàn. Con biết không, khi bước lên chiếc thuyền nhỏ để vượt qua các lạch sâu, các thiền sinh phải quán chiếu bài kệ: thuyền với ta là một, ta với thuyền không hai, thuyền bình yên ta yên, ta yên thuyền bình yên. Nếu ngồi trên thuyền ta thấy ta khác với thuyền, thuyền khác với ta, thì ta sẽ làm cho thuyền chồng chành và thuyền sẽ làm cho ta chồng chành. Ta với thuyền đều chồng chành là ta đã đánh mất bình an ở chính ta. Ta có nhiều sự sợ hãi và lo lắng, và như vậy ta khó vượt qua những hiểm nguy. Và khi vượt qua các gành đá cũng vậy, các thiền sinh phải có chánh niệm và quán chiếu sâu bài kệ: ta với đá là một, đá với ta không hai, chân ta bước trên đá, chân vững đá nằm yên. Nếu khi chân ta bước trên những gành đá, ta không có chánh niệm, ta không gắn tâm ta với những bước chân ta trên đá, là ta sẽ bị té hoặc bị vấp ngã. Con biết không, không phải chỉ có 160 thiền sinh đang đi những bước chân trên đá vào ngày 23 tháng 4 kỷ mão tại biển Cảnh Dương, mà tất cả mọi người đều đang đi những bước chân trên đá cả, dù là đá được hiểu theo nghĩa hiện thực hay theo nghĩa biểu tượng. Con ơi, đời giống là đất đá cát bụi. Ta đang đi trong cuộc đời là ta đang đi trong đất đá cát bụi chứ gì. Nhưng có khác chăng, bước chân của thiền giả là bước chân có chánh niệm, nên dù đang đi trên đất đá cát bụi mà vẫn bình an, vẫn không bị cát bụi đánh mất chính mình. Con ơi, ngày nay có nhiều người đang đi trên đất đá cát bụi và đã bị đất đá cát bụi của cuộc đời cuốn mất. Họ không còn là họ, họ là cát bụi. Chất liệu cát bụi trong tâm hồn họ quá nhiều, khiến cho họ quờ quạng giữa chân và giả, giữa thiện và ác, giữa xấu và tốt, giữa ngày và đêm, giữa sống và chết. Con biết không, có rất nhiều người do chất liệu cát bụi bám đầy tâm hồn nên họ đang sống mà tưởng như đã chết, họ đang chết mà tưởng rằng mình đang sống. Điều bất hạnh của đời người là ở chỗ đó, chứ không phải điều bất hạnh của con người là không có những địa vị và quyền lực trong xã hội. Và nỗi bất hạnh lớn lao của con người không phải là sự chết, mà chính là sự sống không ra hồn. Sống đã không ra hồn thì làm sao chết mà có hồn được. Thầy biết một số giáo lý mà thầy trao truyền cho các con, hay một số kiến thức các con đã thu thập được từ các trường đại học, chúng chưa là gì khi các con giáp mặt thật sự với cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Các con phải biết tôi luyện tâm trí của mình, phải biết nhìn thẳng vào cát bụi bằng tất cả sự hiểu biết và trái tim của mình, phải biết tự mình đứng dậy sau những lần ngã quỵ, phải biết mỉm cười và bước đi bằng tất cả khả năng tự tiến của mình. Với thái độ ấy, với phong cách hành xử ấy, các con sẽ vượt qua những gì đang cản ngăn trước mắt. Con biết không, ngày nay những vị thầy hoặc những bậc làm cha mẹ dạy học trò hoặc con cái những điều tốt đẹp, đạo đức, thì có những người học trò hoặc những người con bảo rằng những vị thầy hoặc những bậc làm cha mẹ kia đã lạc hậu. Thời nay người ta chỉ hướng về phía trước để kiếm tìm danh lợi, tiền bạc, những tiện nghi vật chất, chứ có mấy ai đi tìm kiếm nhân nghĩa đạo đức đâu.
chúng còn bảo những người sống nhân nghĩa đạo đức là lạc hậu. Con ơi, thật rủi ro và ghê tởm cho những đứa học trò nào hoặc những đứa con cái nào có quan điểm sống như vậy. Thầy biết, khi các con học với thầy, các con đã được thầy trang bị cho một số điều căn bản của đạo đức để làm người. Nhưng khi các con đi vào trong xã hội rất hiếm gặp những con người thật sự, mà phần nhiều là gặp những con người không có nội dung. Do đó khiến cho các con nhiều lúc choáng váng mặt mày và kinh hãi. Tuy nhiên, thầy vẫn tin tưởng rằng các con vẫn đủ sức kiên nhẫn để chịu đựng, đủ thông minh để hành xử và đủ khả năng khéo léo để vượt qua. Phước an con, thầy viết thư cho con cũng có nghĩa là thầy đang viết thư cho Hồng, Minh Tâm, Thiên Hương, Trà My, Phương Mai và tất cả bạn bè đồng học với con. Hiện nay thầy vẫn khỏe, mong các con có khả năng tự tin để sống yên vui. Huế, ngày 10 tháng 10 năm 1999. Thiên Hương con, thầy đã nhận thư và quà của con do ba con trao lại, nay mới có thư hồi âm cho con. Thầy vẫn khỏe, vẫn giảng dạy mỗi ngày tại Từ Hiếu và ngày Chủ nhật tại Phước Duyên. Lớp học Phước Duyên bữa nay đông lắm. Sau ngày ra hạ, thầy có đi cứu trợ lũ lụt tại Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Thầy cũng đã đến biên giới Việt Miên Lào để thăm viếng bà con và chia sẻ Phật pháp tại đó. Bà con ở vùng này hết sức chất phác và dễ thương. Thầy đã chia sẻ bài pháp thoại thế nào là một người nghèo khó vĩnh viễn. Thầy nói với quý vị rằng có bốn hạng người giàu và nghèo. Hạng người thứ nhất là hạng người nghèo khó cả tâm hồn lẫn vật chất. Đây là hạng người nghèo khó vĩnh viễn. Hạng thứ hai là hạng người nghèo khó vật chất nhưng giàu có về tâm hồn. Đây là hạng người nghèo khó tạm thời. Hạng thứ ba là hạng người nghèo tâm hồn nhưng giàu có vật chất. Đây là hạng người giàu có tạm thời. Hạng thứ tư là người vừa giàu có tâm hồn vừa giàu có vật chất. Đây là hạng người có khả năng giàu có vĩnh viễn. Con biết không, sau khi nghe thầy nói về bốn hạng người giàu và nghèo như vậy, bà con không ai muốn mình trở thành một người nghèo khó vĩnh viễn hay một người giàu có tạm thời. Trái lại, ai cũng muốn mình chỉ là người nghèo khó tạm thời thôi, để họ có thể có cơ hội trở thành một người giàu có vĩnh viễn. Con thấy không, ai cũng muốn hạnh phúc giàu có lâu dài cả. Nhưng ước muốn đó có trở thành hiện thực hay không là tùy thuộc vào tâm hồn và hành động của họ. Tâm hồn mà chật hẹp thì dù giàu mấy cũng trở thành nghèo nàn, và có sang trọng đến mấy đi nữa thì cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi. Trái lại, dù nghèo đến nỗi không có đất để gặm dùi, hay không có dùi để gặm trên đất, hoặc không có đất cũng không có dùi, nhưng lại có một tâm hồn khoan dung độ lượng, thì vị ấy có thể hàm chứa hết thảy trời đất và vạn loài. Con thấy người ấy có lạ lùng không? Bởi vậy không sợ ta nghèo mà chỉ sợ tâm ta chật hẹp. Tâm ta mà hẹp hòi thì thiên đàng trở thành địa ngục. Tâm ta mà rộng lớn thì địa ngục trở thành thiên đàng. Thầy biết con ở Sài Gòn, thành phố tuy rộng lớn nhưng cũng hết sức chật hẹp. Chật hẹp đến nỗi người ta đi ra ngoài đường chen chân nhau không lọt, và chật hẹp đến nỗi người ta sống bên cạnh nhau mà chẳng biết nhau. Và nó chật hẹp đến nỗi không có một chút không khí trong lành để thở, và nghèo nàn đến nỗi không có được một nụ cười nào thanh thản ở trên môi. Con biết không, hôm nay thầy đang ngồi đây để gọi tên con và tên của những đứa học trò đang lặn hụt nơi khung trời chật hẹp. Và thầy đang dõi theo những dấu chân của các con kéo lê trên những nẻo đường đầy cát bụi. Có những lúc thầy ngồi một mình, nhìn những làn mây trắng bay, những tia nắng, những giọt sương, ánh trăng, hoặc nghe tiếng chim hót hay những cánh bướm bay liệng giữa bầu trời tự do. Bất chợt nghĩ đến và thương cảm những đứa học trò với đôi bàn tay mềm yếu, với đôi chân chưa vững chãi, với kinh nghiệm đời chưa có là bao, mà đã lao mình vào giữa cõi đời đầy bận rộn. Hết bận rộn kiểu này đến bận rộn kiểu khác, cứ thế mà đi, cứ thế mà chảy trôi theo dòng đời thác lũ. Nghĩ như thế mà thương, nên hôm nay thầy đã gọi tên các con trong từng hơi thở.
hỡi các con có nghe không? Huế, ngày 16 tháng 10 năm 1999. Đăng Hồng con, thầy đã nhận thư con đề ngày 22 tháng 8 năm 1999, nay mới có thư hồi âm cho con đây. Huế, bữa nay trời vào cuối thu, những chiếc lá vàng đua nhau rơi xuống để tiếp tục tái tạo cuộc tồn sinh của nó. Thời tiết Huế bữa nay vẫn đang còn hiền lành, như sự hiền lành của những làn mây trắng bạc thong dong bay qua đỉnh núi cao, và dần trang cuối thu vẫn còn đang quyện lẫn với dòng hương giang trầm mặc để đợi chờ những tri âm từ diễn xứ. Cây thông già trước thất lắng nghe của thầy, suốt cả mùa thu này không hề rụng lá mà đang đâm những chồi non xanh biếc. Mỗi ngày thầy nhìn cây thông già và những chồi non xanh biếc ấy để thở, mỉm cười và ngồi lắng nghe nó nói. Chiều nay sương mù không về dăng trên lối cũ, mà theo về trong những giọt nắng thời gian. Sương mai và nắng chiều đã trộn lẫn vào nhau để tạo nên những chiếc lá vàng và xanh, những cây thông già và những đọt chồi non, vì nó cũng đã tạo nên cho cuộc đời chỉ trong một sát na mà cả triệu lần hội tụ và phân ly kỳ thú. Con ơi, đêm nay có thể con không đối diện với cây thông, nhưng con hãy ngồi yên đối diện với hơi thở, với ánh trăng và mỉm cười. Con sẽ thấy con trong hơi thở, ánh trăng, và con sẽ bắt gặp chính con trong hôm nay. Qua hơi thở và ánh trăng, con sẽ thấy quê hương đích thực của con, và con sẽ thấy được mặt mũi của người con thương yêu và trân quý. Thầy biết cuộc đời đã làm cho con bận rộn, nhưng cũng lắm khi chính con quá bận rộn đối với cuộc đời. Nhưng con ơi, tại sao ta phải bận rộn, và những bận rộn ấy đưa ta đi đến đâu trong cuộc đời này? Bận rộn làm cho ta không có bình an và hạnh phúc. Bận rộn làm cho sự hành xử của ta vụng dại. Bận rộn làm cho cái hiểu biết của ta khô cằn. Bận rộn làm cho sự sống của ta ngắn lại. Bận rộn khiến ta không thấy được cái đẹp của người ta thương yêu. Bận rộn khiến ta không thấy được những bông hoa đẹp. Bận rộn khiến ta đi trên đường như bị ma rượt. Đời sống bận rộn là đời sống bất hạnh nhất ở trên đời. Con biết không, cây thông trước thiền thất của thầy nó không hề bận rộn, mặc dù nó đang đâm chồi nảy lộc và tiếp nhận sức sống từ trái đất và mặt trời cũng như từ mọi phía. Con hãy thực tập hành không bận rộn giữa những người bận rộn, để con trở thành một cô giáo không bận rộn với những nhà giáo dục bận rộn và giữa những đám học trò bận rộn. Con hãy thực tập hành không bận rộn, để con có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này đến những người bận rộn. Con biết không, chỉ có người không bận rộn mới có khả năng cứu giúp và tái tạo sự bình an, trầm tĩnh cho những người bận rộn. Điều này thầy đã thực tập và thấy nó có hiệu quả hết sức lớn lao trong sự chế tác bình an cho mình và cho người. Vậy thầy cũng mong con thực tập hành không bận rộn trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, làm việc, hoặc viết bài hay giảng dạy cho đám học trò trong nhà trường. Chú Tú, dì Nga, dì Phụng, Trà My, Phương Mai đều sống đời sống có chánh niệm và có khả năng tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Thầy mong con sống ở đâu cũng vững chãi, đến đâu cũng bình an. Con hãy đưa thư này cho Minh Tâm, và cả hai đứa ngồi yên lắng để thở và cùng đọc. Huế, ngày 18 tháng 10 năm 1999. Diễm Trinh con, thầy nhận thư của con do mẹ con trao lại khi trời vào hạ. Nay trời đã vào cuối thu, thầy mới có thư cho con. Chắc con trông lắm.
Đọc thư của con, thầy vui nhiều khi thấy con đã ổn định cuộc sống và có nhiều niềm tin vững chãi trên con đường đã lựa chọn. Con ơi, bước đi của người xuất gia không bị chệch hướng là do thực tập pháp tứ như ý túc trong đời sống hàng ngày. Đức Phật dạy người xuất gia thực tập pháp tứ như ý túc trong đời sống hàng ngày thì sẽ thành tựu được con đường vượt thoát tử sinh ngay trong từng phút giây hiện tại, và vị ấy có khả năng kéo dài hoặc buông bỏ sinh mệnh theo ý muốn của mình. Nay thầy muốn con thực hành pháp này để con có thể thành tựu được chí nguyện xuất gia của mình. Con thực hành pháp dục như ý túc nghĩa là luôn luôn phát khởi ý muốn vượt thoát tử sinh và đoạn tận mọi nguyên nhân phát sinh khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Và con muốn thực hành pháp đưa đến giải thoát thì ngoài sự thực hành pháp này không thực hành một pháp nào khác. Sau khi phát khởi được ý muốn cao thượng ấy, con lại tiếp tục thực hành pháp niệm như ý túc, nghĩa là luôn luôn duy trì ý muốn tu tập và duy trì pháp hành ở từng tâm niệm, không bao giờ để cho tâm niệm cao thượng ấy bị sao lãng. Sau đó, con lại thực hành pháp tấn như ý túc, nghĩa là nỗ lực thường xuyên duy trì và phát triển chí nguyện cao thượng ấy từ tâm thức ra trong đời sống thực tiễn, nghĩa là khi đi, đứng, nằm, ngồi, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, giặt quần áo, hoặc khi nói cười, đều phải nỗ lực biểu lộ tâm hạnh xuất gia của mình. Ngoài tâm hạnh xuất gia, con sẽ không biểu lộ một tâm hạnh nào khác. Cứ như vậy, mỗi ngày con sẽ được thăng tiến trên con đường xuất gia cao thượng của mình. Và sau cùng, con thực tập pháp quán như ý túc hay tư duy như ý túc, nghĩa là luôn luôn chiêm nghiệm và quán chiếu sâu xa đến lý tưởng, bản nguyện và pháp hành của người xuất gia, cũng như chiêm nghiệm và quán chiếu quá trình duy trì, phát triển và thăng tiến của sự tu tập. Đồng thời bây giờ, con phải thực tập hạnh điềm đạm, ít nói, chỉ đưa mắt nhìn sâu vào trong lòng sự vật để thấy rõ tính chất tương quan tương sinh, linh hoạt sống động và không có tự thể thực hữu của nó, để loại trừ những hạt giống nhận thức sai lầm đối với thực tại và ngay cả đối với chính mình. Bây giờ, trong tâm con, ánh sáng trí tuệ bắt đầu phát sinh và những hạt giống triền sử trong tâm thức của con, chúng tự tháo gỡ và phai mờ dần hay được chuyển hóa dần thành năng lượng của tuệ giác. Vậy con cứ thực tập đi, rồi con sẽ thấy được phép lạ của pháp hành này. Và rồi con sẽ thấy tự thân con mỗi ngày là mỗi mới tinh. Bây giờ ý nghĩa xuất gia của con là hết sức kỳ thú, và con có thể báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục lớn của cha mẹ, công ơn dìu dắt của thầy và bạn, công ơn tác thành của mọi người và mọi loài. Ngày nay có nhiều người xuất gia chỉ đối với thân mà không đối với tâm và không đối với pháp, nên họ có nhiều cảm giác lạc lõng và bơ vơ. Nỗi đau con người ở nơi họ lại càng tăng lên gấp bội. Nên tuy họ đang sống ở trong chùa nhưng đã bị sóng đời xô ra khỏi biển cả của chánh pháp. Do đó, thầy khuyên con luôn luôn lấy bản nguyện xuất gia của mình và áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, để gặp cảnh ngộ nào cũng vui và sống với ai cũng an lạc. Ngày 22 tháng Giêng năm 2000, thăm đệ tử Nhật Ân. Thầy rất vui khi thấy những người học trò của mình tha thiết với sự tu học và đã biết nhìn sâu vào những gốc rễ khổ đau để chuyển hóa. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, nếu chúng ta không học thì thôi, còn nếu chúng ta có học thì chúng ta sẽ có sự hiểu biết lớn. Nếu chúng ta không chiêm nghiệm thì thôi, còn chúng ta có chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ có những tư duy hết sức sâu thẳm. Và nếu chúng ta không thực tập thì thôi, còn nếu chúng ta có thực tập thì chúng ta có hạnh phúc lớn ngay trong đời sống hiện tại. Cái làm cho ta trưởng thành có ý nghĩa không phải là thân xác hay tuổi tác, mà chính là sự hiểu biết. Ở nơi người nào có hành động mang chất liệu hiểu biết là ở nơi người đó có sự trưởng thành. Một người có sự hiểu biết đích thực là người đó có sự hiểu biết về chính mình. Nếu mình không hiểu rõ về chính mình thì ai biết mình?
và mình có khả năng hiểu được cái gì và hiểu được ai. Một người có sự hiểu biết đích thực về mình là người đó phải biết rõ trái tim và hơi thở của mình. Tim ta đang đập theo những nhịp đập nào và hơi thở của ta đang thở là hơi thở gì. Trái tim của ta hiện hữu không đơn thuần mà nó hiện hữu cùng với sự có mặt của nhiều trái tim khác. Trái tim ta hiện hữu là do có trái tim cha mẹ, tổ tiên, nội ngoại của chúng ta hiện hữu. Trái tim của ta hiện hữu là do có trái tim của mặt trời, trái tim của trái đất, trái tim của dòng sông, trái tim của biển cả hiện hữu. Và trái tim của ta hiện hữu mang đầy những chất liệu thánh thiện là do có trái tim của các bậc thánh thiện hiện hữu. Và hơi thở của ta cũng vậy, nó hiện hữu là hiện hữu với những cái không phải nó, như là mặt trời, không khí, không gian, buồng phổi, lỗ mũi, các lỗ chân lông, các tế bào da, bao tử, gan, ruột non, ruột già và tâm thức. Như vậy khi ta thở một hơi thở bình an là cả đất trời bình an. Khi ta thở một hơi thở bình an là cả hai dòng họ nội ngoại của ta đều bình an. Và khi ta thở một hơi thở bình an là do sự có mặt của cả một quê hương tâm linh bình an. Ta thở một hơi thở bình an là do ta có một trái tim bình an. Ta có một trái tim bình an là do ta có một sự hiểu biết về bình an. Ta có một sự hiểu biết bình an là do ta có một tâm hồn bình an. Và ta có được một tâm hồn bình an là do ta có sự hiểu biết về giáo pháp và ứng dụng giáo pháp vào trong cuộc sống hàng ngày, qua sự đi, đứng, nói, cười, ăn uống, hành xử với nhau, giữa con người với con người, giữa con người và thế giới bản năng, giữa con người với thế giới thánh thiện và giữa con người với thế giới thiên nhiên. Như vậy, nếu ta chưa có sự hiểu biết nào về trái tim và hơi thở của ta là ta hết sức ngây thơ đối với sự sống của chúng ta. Bởi vậy, Thầy rất mong muốn những người học trò của mình thường quán chiếu sâu vào đề mục trái tim và hơi thở, để cho sự hiểu biết đích thực được biểu lộ ra trong đời sống hàng ngày của mình, nhằm có khả năng chế tác được những chất liệu bình an cho mình và cho người. Thầy rất thương hai người học trò Nhật Ân và Diệu Mỹ. Tuy thời gian học đạo chưa lâu, nhưng đã biết áp dụng đạo vào trong đời sống hàng ngày và trong sự sinh hoạt hàng ngày. Chất liệu của đạo đã có tỏa ra trong từng bước đi và hơi thở, trong từng lời nói và việc làm. Do đó Thầy đang viết cho người học trò Nhật Ân, cũng là đang viết cho người học trò Diệu Mỹ và cho tất cả những người học trò có duyên học đạo với mình. Chúng ta hãy cố gắng học và hành Phật Pháp để cho hơi thở và trái tim của chúng ta là hơi thở và trái tim của tất cả mọi người và mọi loài hiện tiền trong từng giây, từng phút trong ta. Chúng ta hãy thở nhẹ và nhìn sâu vào mọi đối tượng mỗi ngày, thì trong ta chất liệu hiểu biết và thương yêu sẽ tỏa ra. Chúng ta hãy thở nhẹ và nhìn sâu mỗi ngày, thì chất liệu bao dung, chất liệu xả kỹ sẽ tỏa ra trong đời sống của ta một cách tự nhiên. Bây giờ ta là người rất giàu có về phước đức và trí tuệ. Ta ở đâu cũng hạnh phúc, ta đi đâu cũng an toàn. Thầy rất mong những học trò có hơi thở nhẹ và có được cái nhìn sâu. Cố đô, ngày 18 tháng 4 năm 2000. Lệ Quyên con, Thầy đã nhận được thư con đề ngày 27 tháng Giêng năm 2000 và ngày 9 tháng 4 năm 2000. Nay mới có thư hồi âm cho con. Đọc thư, Thầy thương con nhiều và mong con thành đạt mọi ý nghĩa cao đẹp của cuộc đời. Con ơi, người đời thường lập thân trên danh lợi và đã bị danh lợi đánh lừa, nên họ đã có nhiều thất vọng và khổ đau. Ở đây, Thầy không muốn con thất vọng và khổ đau. Thầy muốn con có nhiều niềm tin và hy vọng, có nhiều hạnh phúc và thảnh thơi. Bởi vậy, Thầy muốn con lập thân trên đức mà không lập thân ở trên danh lợi. Con biết không, người thông minh ở trên đời, họ luôn luôn lập thân ở trên đức và lập đức ở trên tâm. Tâm càng chân thật thì đức càng sáng, và đức càng sáng thì thân càng đứng vững chãi và thảnh thơi giữa dòng đời. Con ơi, muốn có đức, con phải thực tập hai chất liệu hiểu biết và thương yêu. Muốn có hiểu biết, con phải thực tập hạnh lắng nghe và nhìn sâu vào lòng sự vật,
cũng như nhìn sâu vào lòng mình để nhận ra sự có mặt của mình và của mọi loài trong cõi đời này. Và con muốn có chất liệu của thương yêu thì trước hết con phải hiểu rằng sự có mặt của con trong cõi đời này không phải là một sự có mặt đơn điệu, mà con có mặt là do cha mẹ của con có mặt là do bạn bè con có mặt là do mặt trời, mặt trăng, biển cả, dòng sông, núi rừng, trái đất có mặt. Con có mặt là do cây khế, cây chanh, nải chuối, buồng cao, bông lúa, con trâu, con cá, con gà, hạt muối có mặt. Nếu con hiểu biết được như vậy thì chất liệu thương yêu trong con sẽ tạo thành và tỏa ra. Khi đó con không bao giờ có cảm giác buồn chán và bơ vơ. Bây giờ con sống rất đẹp và rất dễ thương, vì con không còn sống cho con nữa, mà con sống cho mọi người. Con không còn học cho con nữa, mà con học cho mọi người. Và con không làm việc cho riêng con, mà làm việc cho mọi người và mọi loài. Thầy đã nhờ sự thực tập và thường xuyên quán chiếu như vậy nên thầy sống có nhiều an lạc và hạnh phúc. Nay thầy muốn hiến tặng sự an lạc và hạnh phúc này cho con và cho các bạn bè của con. Con cứ thực tập đi, hạnh phúc sẽ đến với con, dù hiện tại con chưa có một sự nghiệp nào. Hiểu và thương con nhiều.